video này chỉ mang tính chất giải trí. Sao những giờ làm việc và học tập mệt mỏi, không cổ xí cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và tuyệt đối không được bắt chước làm theo với mọi hình thức luôn nha. Còn bây giờ thì chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Dậy rồi ơi! Rồi bắt đi ra đây làm chi, rồi sáng không ra. Ủa sáng luôn rồi hả? Tối rồi nè. Cái gì vậy? Vậy sao đi cắm trại mà ngủ bà? Trời ơi. Trời chứ nè. Mình vô. Anh ơi, mình chơi cả ngày rồi anh ơi. Bây giờ mình cho mình đi ngủ miếng đi anh, thấy chưa đó. Nghiệp tới anh rồi đó, đi ngủ vô cái đi. Mà nè, cái này là anh phải cháy nguyên đêm em hiểu không? Cái này người ta gọi là bùng cháy đam mê. Bùng cháy dữ chưa, còn kéo người ta ra đây làm cái gì, sao không đi ngủ đi? Hay là không có ai chơi với anh? Bộ anh mắc kể chuyện lắm hả? À đúng rồi, sao biết vậy? Ủa đúng, đúng, nó giỡn, nó đúng lắm hả? Ủa sao biết tao kéo mày ra đây để tao kể chuyện cho mày nghe vậy? Ủa không lẽ? Đi cắm trại thì phải có cái chuyên mục là kể chuyện đêm khuya chứ trời. Trời ơi, đi cắm trại đâu mà hả? Giờ mấy giờ rồi? Mới có 1 giờ sáng vô ngủ. Anh ơi, 1 giờ sáng là người ta đang vô giấc á anh. Bây giờ anh kêu vậy là người ta gọi là mất dạy á anh. Ai vô giấc gì chứ, thấy 1 giờ sáng là cả đoàn về hết rồi, còn mình tao mày đây. Ủa, cũng cả đoàn về sao anh không kêu em về heo mà bắt ở đây vậy? Nãy tao tính kêu mày dậy rồi mà thấy mày ngủ ngon quá, tao để mày ngủ luôn mà tự nhiên tới 1 giờ sáng tao nhận ra tao đang mắc cái chuyện của tao kêu mày ra. Trời ơi, bộ anh rảnh lắm rồi, còn có kỳ kể lẹ luôn đi, 1 phút 3 giây đi về lẹ này chứ đổi đi thấy ghê quá. Cái gì? Rồi, hồi nãy cả đoàn cũng ngồi ăn giống vậy nè. Gu không? Đi cả đoàn mà cả đoàn ngồi ăn thiếu đúng mình gu thôi. Đó, mà chuyện nó không quan trọng. Chuyện quan trọng đó là hồi nãy anh nghe được hả, có người kể chuyện ma kinh dị về cái ngọn núi này. Cái gì? Làm trên đời làm gì có ma cha nội ơi, không bao giờ tin cái vụ có ma nha, đừng có hù người ta nha. Tin ở đây kể nghe nè. Đó, người đó là người ta, người đó là dân bản địa ở đây kể lại với người ta là hả? Cái ngọn núi nè, hồi xưa là có một cái chuyện huyết đô thị là ở trên ngọn núi nè, cứ mỗi lần mà có cái đoàn nào mà đi cắm trại á là phải ngủ sớm. Cái đoàn nào mà có người mà ngủ hả một sau 1 giờ á là sẽ có mấy con quái vật nó ghê ghê nó ra bắt cóc mất tích. Ủa gì kỳ vậy, đáng lẽ là người ta phải là người ta đi ngủ rồi nó mới không bắt cóc, mà người ta hức nó mới bắt cóc, mà sao thì đi ngủ qua 1 giờ nó bắt cóc là sao? Là câu chuyện đó rất là vô lý luôn á anh. Đó là đứa nào mà sau 1 giờ rồi mà còn thức là bị bắt. Ừ nói vậy đi chứ anh với em á. Hả? Anh với em hả? Giờ 1 giờ rồi, hơn 1 giờ rồi, còn gì nữa. Sao không kêu vô đi ngủ bây giờ, còn kêu đi ra ngoài nữa. Nãy em mới kêu không tin mà anh cũng không tin. Đó, nên là giờ anh ngủ em ra đây, ai anh em mà đi kiểm chứng. Thiệt á hả? Chứ là đồn. Em có hay coi mấy cái video mà kiểu top 10 sự thật hay là cái gì mà sự thật về thế giới xung quanh chúng ta đó. Không ai đi kiểm chứng, giờ mình làm không nè. Là mình đi thiệt á hả? Ừ, chịu díu á mày. Mình thằng bé này chịu díu. Mình đi về đúng, mình xách cái chân mình đi về đúng không? Ây da! Gì mà về, bây giờ mày nghĩ coi 1 giờ sáng có chuyến xe nào chở mày về không? Ừ. Sáng mai mà cách treo nó mới hoạt động chứ. Trời ơi là trời, biết vậy không đi gấp chạy mà sớm kêu người ta dậy, ác thiệt á chứ. Quan trọng là mình chứ không đi khám phá một cách ngu ngơ mù mờ. Mà anh đã tìm thấy một cái thứ rất là hay. Anh tìm thấy một cái ngôi nhà ở bên trong sâu rồi, nhìn nó cũng ghê ghê. Anh nghĩ là chắc trong đó nó có cái gì. Giờ anh em mình vô trọng kiếm thật. Thiệt luôn á, cho tiền cũng dám đi nữa. Thiệt á. Chị tiền thì cho đi không? Đi. Ở đây. Nó nhẹ quá à. Ủa sao anh tìm được chỗ cái nhà này hay vậy? Đã không, nhà này đã không? Ê, đừng nói là anh nhìn nhà của người ta, cái anh làm gì người ta, sao anh đuổi người ta khỏi nhà rồi anh lấy cái nhà này của người ta nha. Đuổi cái đầu mày á, mày có thấy hả, trên cái vùng núi quan sơ hẻo lánh toàn tiếc là tiếc không? Có chỗ nào mà có nhà như vậy không? Chắc chắn là nhà quan rồi. À, ui sao có sẵn đồ luôn vậy? Ê, nghi lắm nha, anh làm gì phải không? Anh làm gì phải không? Nói thiệt đi nha. Nè nha, đừng có nghĩ ai cũng giống như em nha. Trời ơi, ai mà biết được. Ê, nhưng mà, ui, ở đây quang cảnh trong lành quá hen. Ui, còn có cả nuôi cừu, nuôi bò, các thứ luôn nè. Ê, chỗ này cắm trại hơi vui hơn nè anh ơi. Cái này vui nè, có cái này vui hơn nè, có cái này vui hơn nè, chạy ra đây. Cái gì? Đâu? Ra đây. Ủa, cái thuyền không hả? Ông tên nghèo lên thuyền anh đèo. Đây, cái thuyền này sao đây? Ủa, gì đâu vậy? Ê, anh biết cái gì không anh? Mình đi bộ tới đây là nó trời sáng luôn rồi. Vậy sao lúc đó ở nơi lúc ở cắm trại đó mình không đợi tới sáng rồi mình bắt xe mình đi về rồi mắc gì đi bộ tới đây rồi trời sáng rồi ở đây luôn vậy? Thôi lỡ rồi ở đây chơi luôn đi. Quẹo về đi, đỡ trời tối đi. Giờ đi đâu vậy? Rõ ràng em thấy không? Em thấy không? Chỗ này phong cảnh nó rất là ok đúng không? Không ok nha, đi về giùm cái đi trời ơi trời. Ủa anh thấy phong cảnh này đẹp mà. Đi về đi. Về đi bà anh ơi, về quẹo.
đi đâu vậy? Đi khám phá. Đi khám phá gì trời? Tại sao gu đi cắm trại mà gu không có tâm hồn khám phá là sao vậy? Không anh ơi, em sợ ma lắm anh ơi. Về đi trời tối anh ơi. Em muốn vô nhà. Sợ ma nhưng mà anh không có sợ ma. Ê, đi đâu vậy? Đi tới đâu vậy cha nội? Ủa đó là trời sáng mà sợ ma gì vậy? Sắp tối rồi kìa. Trời ơi, sắp tối rồi. Nhưng mà đi khám phá gì trời? Anh đi cắm trại, đi khám phá chưa đủ rồi, đi tùm lum tùm lá chơi với anh. Rồi ok, vậy giờ thôi đi về nhà. Ê mình đi Huyền này, mình về nhà được không? Đi bộ đi. Ê mày đi bộ mày về nhanh hơn á mày. Sáng bên nè. Em cầm cái thuyền em đi về. Nghĩ sao vậy? Ủa cái nhà đâu vậy? Ủa anh ơi. Bà già ơi, bà đi bộ về nhanh hơn á bà. Bà đi ngang qua bằng cái là tới nhà rồi nè. Tôi tới nhà rồi nè. Ủa vậy rồi mất gì chèo Huyền mới tới đây chi vậy cha nội? Lý do gì đi chèo Huyền mới tới đây vậy trời ơi là trời. Gãi đi chèo Huyền trời. Chèo Huyền vui của em đi chung cái gì vậy? Thôi đi vô nhà ngồi một tí đi để coi kia tới tối không có hẹt thì mình bắt xe mình về lẹ đi anh ơi. Mình đi gì mình mất thời gian quá à. Nó không có hẹt mày rồi luôn. Ủa anh đâu rồi? Bây giờ tới nhà nè. Ủa anh ơi em lẹ coi. Đừng bỏ. À em thấy rồi, em thấy rồi. Nhà đây rồi. Ê nó rất xa luôn nha anh. Nó không có gần miếng nào luôn á trời ơi là trời. Ủa xa rồi sao tao về nãy giờ mày mới về? Ừ hén. Ê cái chuyện nó lạ thiệt luôn á. Kêu lên trên đi bộ chung đi không chịu. Xin lỗi không biết được chưa. Thôi đi vô tiệm gì ăn đi vòng vòng ở đây thôi. Ê đâu. Ê trời, trời gần tối go, chưa. Go go go. Cái gì? Nói nghe nè. Mặt trời mới lên tới đỉnh đầu hả mày? Không, không sao đâu. Giờ em với anh đi vòng vòng. Mới lên tới đỉnh đầu mà chưa sắp tối. Tôi quýnh mày quá. Mình đi vòng vòng tí nữa đi. Đi vòng vòng ít khu xung quanh này đi. Lỡ như tới tối rồi xuất hiện cái gì thì sao? Hay ngủ giấc mình vòng dậy được không? Ngủ giấc dậy đi trời. Chứ giờ thì ở ngoài giờ có biết chỗ nào đâu mà chơi. Rồi cái giường này sao là của anh? Ủa sao cha nội đi tìm cái nhà mà có đúng cái giường vậy? Nói chưa kịp hai câu là mất ngủ rồi đó. Trời tối rồi, trời tối rồi, cô ơi. Sao giờ vẫn còn ngủ vậy trời? Không chuẩn bị thì sao đó. Buổi tối không ngủ, buổi sáng đi ngủ. Ủa tiếng gì vậy? Anh ơi, chạy. Tiếng gì vậy? Trời tối rồi kìa, ai mà biết, bây giờ phải đi ra ngoài xe mới biết chứ. Trời tối rồi, giờ đi khám phá được rồi. Em đi trước đi, mời anh đi trước á. Đi đi. Holy fuck. Gì vậy? Gì vậy? Mày coi đi. Anh ơi, em đang trong giấc mơ của anh phải không? Mơ cái đậu mày á, đánh đau không? Đau. Đau là không phải mơ. Thì gà đi, Ê, con cừu. Đau. Ê, ủa sao cái con cừu cái mặt đó? Anh ơi, ủa, cái cửa đâu rồi? Anh ơi, mở cửa, mở. Ở ngoài đi, tạm thời ngoài đi, tạm thời không quen, ở ngoài đi. Ê, anh ơi, con, ủa tại sao cái con giáp cái miệng nó vậy vậy anh? Ra coi nè, anh ra coi nó la kìa. Ghê hả? Ê, anh chọc nó hưởng rồi nó lạnh. Ê, nghe ở đây có cái gì nè? Cái gì vậy? Ê, anh ơi, Ripper. Ủa sao con Ripper nó có nửa người vậy? Còn lại bộ xương không vậy? Ôi ôi. Ê, con gái đang bắn mình kìa. Đây, em vớt được đó, Trời ơi, đi. Anh ơi. Má này ghê quá bà. Đi ghê quá bà. Anh là người rủ em đi luôn á anh. Ê, gì nè con? Ủa, con gì vậy? Ê, ủa sao? Ê đúng kiểu là qua 12 giờ cái là mỗi thứ hai đổi luôn á. Ui con bò kìa, con bò còn bỏ bộ xương luôn. Sao mà đánh anh? Em đánh lộn. Trời ơi. Ê con heo đó kìa anh. Ui em quýnh con heo này. Ê như mấy con này nó không có làm hại gì mình á. Sao con heo nó cười gian xảo quá vậy trời. Ê anh ơi. Ê cái đầu con heo nhìn thấy ghê không mày. Ê. Ủa sao con skeleton nó bình thường vậy? Thì bình thường là nó đã bất bình thường rồi. Thì bây giờ bất bình thường thì nó vẫn bất bình thường thôi. Anh ơi, anh nhìn thấy phía mặt trời không? Mặt trăng không? Đâu? Đó, mặt trăng máu. Ui. Thôi, tao đi vô nhà đây. Sao ngủ người ta đi vô cho đã đi. Rồi giờ ông chạy ông nội. Ê, đi ra Huyền đi, về đây. Nè. Đi lẹ lên, đi ra Huyền đi em. Ê, sao ơi, ơi. Ủa sao gà nhiều vậy? Ui, mấy con gà này nó ăn. Anh dùng cái này nè. Anh dùng cái này lâu lâu nó có đồ nè mà lâu lâu nó ra cái gì á. Đâu cái gì cái này hả? Ôi em dùng nó ra cái gì thiệt nè. Ủa cái gì kỳ vậy? Cô ơi mình dịch chuyển nó một nơi ngủ viên rồi cô ơi. Ủa đâu rồi? Anh ơi. Ôi trời ơi. Giờ còn bỏ một mình luôn. Vô. Trời cô ơi. Ở ngoài đây anh thấy nhiều ma lắm cô ơi. Cái cục này. Ê có khi mình lấy được. Ê sắp sáng rồi đây. Trời sắp sáng rồi. Đó, từ từ đến đi qua đây. Ma gì? Làm gì có ma cha nội. Ê, cái nhà. Ủa con ma, ủa gia đình ma luôn kìa. Ê,
thôi chạy, ê, chạy, ê, anh chạy đây, ma anh chạy này, đây. Ma này, ma với chúng tôi nè, ma, ma nè. Anh ơi, anh ơi. Ôi, ủa, anh ơi, anh ổn không? Con dừng lại đây nè cô ơi. Ê, mình đi có đôi được không? Ui, sao biết con, ê, hình như nó thành thành phố zombie hay thành cái gì luôn rồi. Ê, nhìn anh đi, ủa? Ê, nó bình thường rồi nè, ê, sáng nó bình thường nè. Trời sáng rồi nó bình thường rồi nè, rồi mình đi về được chưa? Giờ này mà về gì, mình phải khám phá tiếp. Nhưng mà nếu mà khám phá tiếp là phải đợi cho tới tối đó. Đúng vậy. Khổ thiệt luôn á trời. Ê, để em thử mở cái này coi nó ra cái gì nha. Ra cái gì đây? Đi găm trà phải sung lên chứ trời. Ui, hối đầu của bây giờ, hối đầu của bây giờ. Ra kinh nghiệm, trời ơi. Ai, mỗi khi mình quýnh mấy con đó là nó sẽ ra đồ cho mình á anh ơi. Đúng rồi, nhưng mà lâu lâu á nó sẽ dùng để nó chịu hồi mấy con quỷ á. Trời ơi mấy bạn ơi, ông ngủ đi cái chỗ gì ông biết luôn á. Rồi bây giờ là tôi sẽ chờ đợi cái tới cái buổi tối nha. Thức khuya luôn rồi. Cậu mong là sẽ không có điều gì xấu xảy ra. Later that night. Anh ơi, tiếp tục thôi. Ê, sao mới ra là nghe mấy con quỷ này nó la rồi anh? Đó chính là nó la đúng không? Không, nó thấy mình là nó la. Thấy không, nó mà thấy mình. Ui, giật mình. Ê đây, hay mình đi thuyền đi cho nhanh anh ơi. Đi thuyền đi. Ê, cái thuyền đâu? Em, thuyền đâu? Em, đây nè. Anh lên thuyền đi, em thấy người sói kìa. Ui, ôi cái gì á? Hả, cái gì hả? Con mực, ui con mực nhiều mắt vậy. Ôi, giờ làm sao lên thuyền vậy? Mày đưa thuyền cho tao, tao đặt nhanh nè. Mày đưa đây. Đâu nè, anh nhìn em nè. Đây, cái thuyền nè, ok. Ủa, cái thuyền. Ôi, anh ơi, cái thuyền nó làm gì em nè. Anh ơi. Ui, gì vậy? Ôi, cái thuyền nó làm gì em? Làm gì mày làm gì? Anh đi qua đây rồi anh biết. Mày vô lên thuyền mày chạy tốt quá là sao tao dí theo kìa. Ôi, ở đây nó đánh em nhiều quá anh ơi. Không thấy được. Ơi, lên thuyền chạy phải chờ chứ, chạy lên thuyền chạy cho mày đi mình. Không, nó có cái điều kỳ lạ trong cái thuyền lắm. Anh phải đi qua đó. Nhưng mà bây giờ cái thuyền nằm bên kia rồi. Tao tự chế tạo thuyền mới luôn rồi. Đâu, anh đi lên, ngồi lên thuyền thử đi. Có gì xảy ra không? Không. Có gì xảy ra không? Không, bị mấy con mực bắn mực rồi à. Kìa, anh thấy gì chưa? Ui, cái thuyền nó làm gì bên kia? Nó hiện cái mặt mày ơi, hiện cái mặt gì á? Thì đó, cái thuyền nó bị ám rồi, nó không cho mình đi ra khỏi cái làng này. Rủ vô kìa. Nó vẫn di chuyển được nên tao ra khỏi làng đây, bye bye luôn. Ê, cho em đi chung. Cái gì mà điên mình vậy trời ơi. Ai biểu kêu mày lên mày không lên. Chỗ này thấy ghê quá à. Ui, cái tiếng gì mà tùm lum tùm la trơn luôn á. Ôi, có cái con mắt nè. Ủa, cái gì xuất hiện vậy? Anh ơi, giờ mà anh đi là anh bị mấy con mực bắn kìa. Thôi, lên bờ, chạy. Đi chung với em đi, giờ mình đi tìm cái khác đi, có cái gì? Ơ, anh ơi, sao cái con này, nó gì kỳ vậy? Ủa, sao mắt nó giống người nhện quá vậy? Như này Enderman đúng không? Sao nó kỳ vậy anh? Hello? Ê! Mày! Thôi, nó không gượt em, Ê, có mấy con mắt ở trên trời nè. Ui, bây giờ mình về lại gần cái hồ là mình ngẫm nó nuôi. Mấy con mực nó bắn kìa. Ôi, biết bơi sao nổ nhanh vậy? Em biết ơi, cái làng này nó nguy hiểm quá anh ơi. Không mày, cái này có cái nhà thôi à. À đúng rồi, cái nhà nó nguy hiểm quá, giờ biết tìm đường đâu mà về. Không mày, cái nhà cũng không nguy hiểm, tại hai mình ngựa chạy ra, giờ là mất mẹ nhà. Cũng anh không á, anh biết cũng. Ủa? Tại ai? Anh cứ kêu đi ra ngoài đó, anh kêu đi gần cái nhà đi, nhưng mày kéo đi đâu rồi, giờ lạc hai đứa luôn rồi, nè mày đâu rồi? Em không biết em đang ở đâu nữa. Ui, em tới chỗ nào luôn. Ủa, cái này cái gì đây? Em thấy cái gì đây luôn nè anh ơi. À, cái con gát. Con gát. Ui, em vừa giết một con gát này nè. Ui, nhưng mà em ở trong rừng luôn rồi. Mày đây đâu vậy? Em không biết em đang ở đâu nữa. Ôi, anh đang lên đọt cây nè. Lên đọt cây đi luôn. Lên đọt cây dễ nhau. Lên đọt cây vậy? Nhưng mà em tới dòng sông rồi nè. Em biết chỗ nào mà nhiều cây á. Cái tao quýnh mày quá. Cái gì thì người ta nói. Có làm sao người ta nói vậy trời ơi. Ủa đâu, hình như em quay trở lại về nhà rồi thì phải. Ôi giờ có mình tao lạc á hả? Ừ. Ủa, đợi phải mày. Từ từ để em xem. Nhưng hình như ở cái làng này nãy giờ em đi hoài mà nó không ra được cái chỗ nào mới hơn luôn anh. Nhà đâu? Cái nhà. Ủa sao không về được nhà? Ủa, anh ơi, mọi thứ bình thường rồi đó, mọi thứ bình thường rồi. Ui, nhưng mà hình như em lạc thiệt rồi. Mình đừng cái đầu mày, mấy mực đang phun anh nè. Đâu? Mấy mực đang phun tao nè, cứu. Trời ơi, giờ hai anh em tụi tôi lạc luôn rồi, không biết ở tìm đâu ra luôn á. Em không sao, em sẽ cố gắng tìm anh một cách nhanh nhất. 1 hour later. Đây rồi, anh em tụi tôi đã gặp lại nhau rồi. Anh ơi, anh có
nghĩ tới việc mình sẽ đi về không anh? Trời ơi, hôm nay chắc khỏi chờ tới sáng đi mày ơi. Về đi về luôn đi anh ơi. Ê, anh ơi, con gấu panda. Anh ơi, nó có ơi, con cá heo đi trên bờ kìa. Đâu, đâu? Bên đây nè. Con cá heo nào đi trên bờ trái rồi. Ê, ui, nè. Ôi ơi, con cá heo. Ê, con cá heo này bị ma ám gì đó anh ơi. Ui, còn có cả người tuyết. Anh ơi, con Ripper, Ripper, Ripper anh ơi, Ripper. Ây da. Thôi, thôi, tao đi về, tao đi về. Tao đi về, tao đi về. Trời ơi, con ui, mèo. Con mấy con mèo, con chó được. Con mèo anh ơi, con chó là người sói rồi anh ơi. Cho em đi về chung nữa, lên thuyền đi về anh ơi. Ê, bây giờ ê, bây giờ đi lên thuyền vậy cũng không được, chỉ có chạy bộ. Ê, 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 cái gì vậy? Ôi, ôi. Ôi, đi, anh đi đây, anh đi đây, bay luôn. Ây da, ây da, ôi, anh đâu rồi? Cho em đi về chung nữa, trời ơi là trời. Từ tối giờ mà đi chung rừng ở trong bài rap một mình luôn nha bạn ơi. Chứ không là sẽ gặp phải những tình trạng tương tự như tôi với em cơ luôn, nó khổ ghê luôn á. Cái này người ta gọi là chơi gu có thưởng luôn á. Còn bây giờ thì chắc là mình cũng sẽ được kết thúc video đây. Và nếu mà các bạn thấy video hay thì nhớ là bấm theo nút like, share, subscribe và nhấn kênh của tôi nha. Và cũng đừng quên ủng hộ cho mình của tôi là CEO official luôn nha mọi người. Còn bây giờ đi bye bye mọi người nha. Ê, đâu rồi? Đâu rồi? Đã ra.